Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố thêm hai bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản tại cơ sở dịch vụ tang lễ liên quan đến vợ chồng Đường Nhụy. Cụ thể, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản các cơ sở dịch vụ tang lễ xảy ra tại Thái Bình. Ngày 31 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 3 điều 170 Bộ luật hình sự. Các bị can bao gồm Phạm Văn Úy, tên thường gọi là Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại khu đô thị 379, tổ 36 phường Quang Trung thành phố Thái Bình. Nguyễn Khắc Ninh, sinh năm 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khắc Ninh. Bên cạnh đó, bị can Úy đang bị tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định và lệnh nêu trên được viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Nhiều chủ cơ sở dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình đã tố cáo trong nhiều năm phải nộp tiền bảo kê 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng cho công ty của gia đình Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nguyễn, 49 tuổi. Theo đó, đầu năm 2018, Đường Nguyễn đã làm việc với hơn 20 cơ sở làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn để đề nghị không làm việc trực tiếp với Đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình ở tỉnh Nam Định công ty Đường Dương của vợ chồng Đường Nghệ nhận làm đầu mối độc quyền trung chuyển các ca hỏa táng từ Thái Bình qua Nam Định. Các doanh nghiệp phải nộp cho Đường Nghệ 500.000 đồng trên một ca để đi hỏa táng. Đường Nghệ yêu cầu doanh nghiệp ký văn bản viết tay với nội dung số tiền trên là nhờ hắn làm từ thiện. Có trường hợp tự ý đưa người sang đài hóa thân Thanh Bình mà không báo ca liền bị chặn đường, đe dọa đập xe. Ai lén đưa một vài ca đi mà không báo cũng đều bị phát hiện và bắt nộp tiền. Liên quan đến sự việc nêu trên, luật sư Phạm Thanh Hữu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với những tố cáo nêu trên của nhiều chủ cơ sở dịch vụ hỏa táng thì cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra. Nếu sự thật có hành vi đếm người chết để thu tiền thì khả năng cao Đường Nhụy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Cụ thể về tội danh này, Bộ luật hình sự quy định như sau. 1. Người nào đe dọa vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết mang thai, người già hoặc người không có khả năng tự vệ, chiếm đoạt tài sản trị giá 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, tái phạm nguy hiểm. Nếu phạm tội thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, bao gồm chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đồng thời, luật sư Phạm Thanh Hữu nhấn mạnh tòa án sẽ căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan công an, quá trình tranh tụng tại phiên tòa để đưa ra hình phạt cụ thể. Tuy nhiên, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này, đúng như những gì mà nhiều chủ cơ sở dịch vụ hỏa táng tố cáo, thì khả năng cao đường nhuệ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm vì phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thậm chí có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. Sau khi đường nhuệ bị bắt giam thì lập tức có sự thay đổi trong dịch vụ tang lễ ở Thái Bình khi giá đã giảm xuống. Điều này được lý giải là do khoản thu 500.000 đồng một ca hỏa táng mà đường nhuệ thu trước đây này đã không còn. Trong diễn biến mới nhất, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã tổ chức một cuộc họp việc tiếp tục được các đám hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Thanh Bình, tỉnh Nam Định. Một chủ cơ sở tang lễ cho biết họ đang tìm cách thành lập một hiệp hội mới, minh bạch hơn nhằm ngăn chặn việc vi phạm pháp luật. Do không bị thu tiền ca như trước nên các đơn vị chắc chắn sẽ giảm, nhưng giảm bao nhiêu thì vẫn cần tính toán cho hợp lý. Các cơ sở tang lễ hiện chưa tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của đường nhuệ nhưng cung cấp thông tin cho phía cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Trong mỗi trường hợp hỏa táng, gia đình có tang sẽ chịu mức phí là 4,3 triệu đồng và phát sinh thêm 500.000 đồng một đám để chia lại cho nhóm đường nhuệ. Bởi nếu không làm theo thì các nhà đám sẽ bị phá đám, chặn xe đi hỏa táng hoặc là dọa dẫm đánh đập.